Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đăng Lưu và kính thưa giáo sư Đình Xuân Anh Tuấn. Thì hôm nay em xin phép được trình bày một cái chủ đề viêm phổi tổ chức hóa, cách tiếp cận chẩn đoán trên ERCT. Tại sao chúng ta lựa chọn cái chủ đề này? Vì là trong thực tế lâm sàng khi mà chúng em tiến hành hội chẩn các cái trường hợp bệnh lý phổi kẽ thì các cái tổn thương đông đặc là mình gặp rất là nhiều. Tuy nhiên phần lớn những tổn thương đông đặc mà chúng ta gặp khi mà tiếp cận bệnh lý phổi kẽ này nó không phải là một cái đông đặc cấp tính như là trong viêm phổi thông thường. Và cái nhận định thường được đưa ra ở hội đồng là cái viêm phổi tổ chức hóa hoặc là viêm phổi tổ chức hóa liên quan tới NSIP chẳng hạn. Vậy thì cái viêm phổi tổ chức hóa này nó là gì? Nó có phải là một bệnh không? Vì ở các cái tuyến dưới thì nhiều bác sĩ coi đây là một bệnh. Nhưng thực tế thì nó không phải là một bệnh. Nó là một cái quá trình tự sửa chữa của phổi. Thế thì nội dung bài báo cáo của em hôm nay thì cũng có 4 phần. Thứ nhất là chúng ta nhắc lại về quá trình tự sửa chữa của phổi. Thứ hai chúng ta xem lại cái định nghĩa viêm phổi tổ chức hóa mà chúng ta đang sử dụng hiện nay thì có nghĩa nó là gì. Và thứ ba là với cái cơ chế, với cái định nghĩa như vậy thì cái hình thái viêm phổi tổ chức hóa trên các lớp vi tính nó sẽ là những hình thái nào. Liệu chúng ta chỉ có hình thái là cái atonsite dấu hiệu dạng san hô hay là chỉ là những cái giải đông đặc dọc bó mạch phế quản. Tiếp theo và phần cuối cùng ấy là liệu là cái OP, cái hình thái viêm phổi tổ chức hóa này nó có liên quan đến các cái tiến triển sơ hóa hoặc các cái dạng hình thái khác mà chúng ta hay nhắc đến trong phổi kẽ như NSIP hay UIP hay không. Trước hết em đi vào cái phần thứ nhất là phần quá trình tự sửa chữa của phổi. Chúng ta hiểu là khi mà em cái này có nhắc ra được không nhỉ? Chúng ta có một cái sơ đồ mà liên quan đến màng đáy. Chúng ta đây là giữa cái phần tiếp xúc giữa mạch máu, cái mạng lưới mao mạch và cái lòng phế nang. Và khi mà các cái lớp của mao mạch này, màng đáy và màng phế nang mà nó bị tổn thương ấy thì chúng ta sẽ xảy ra hiện tượng là các cái nguyên bào sơ nó di chuyển từ trong lòng mạch đi vào trong lòng phế nang và tạo thành các cái nút sơ, các cái nút sơ này thì sau đấy nó sẽ gây xẹp phế nang và nó khởi phát cái quá trình viêm tổ chức hóa. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái màu tím đấy, cái phần màu và nếu như mà trong cái quá trình sau đấy thì sẽ có quá trình tự sửa chữa và để tiêu cái nút sơ đấy đi. Nếu mà cái quá trình này mà thành công thì cái nhu mô phổi sau đấy trở về gần như bình thường. Nhưng nếu mà quá trình sửa chữa thất bại, chúng ta sẽ có xẹp phế nang và có xảy ra cái quá trình biểu mô hóa nút sơ. Và nếu như mà cái quá trình sửa chữa này chỉ xảy ra một phần thì chúng ta sẽ có hồi phục một phần trên hình ảnh. Thế thì cái viêm phổi tổ chức hóa này nó là một cái quá trình chứ nó không phải là một bệnh, và quá trình này có thể dẫn tới sơ hóa. Trước kia chúng ta có hai cái thuật ngữ mà liên quan đến viêm phổi tổ chức hóa. Thứ nhất là cái BOP, là bronchiolitis obliterans ấy. Thì cái thuật ngữ này là thuật ngữ liên quan đến giải phẫu bệnh và nó mô tả trên tình trạng là xuất hiện cái nút sơ ở bên trong lòng của phế quản. Và sau đấy thuật ngữ này được thay thế bằng thuật ngữ COP là cryptogenic organizing pneumonia, tức là cái viêm phổi mà tổ chức hóa không rõ căn nguyên là nhiều, và đôi khi chúng ta vẫn coi đây là một bệnh vì nó có một số cái đặc điểm lâm sàng. Ví dụ bệnh nhân thường đến với các tổn thương ở phổi kèm theo các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, sút cân. Các cái diễn biến thì nó thường dai dẳng ở cái pha bán cấp. Và khi sử dụng steroid thì cái tổn thương nó tiêu biến gần như hoàn toàn. Mặc dù trong số đó thì vẫn có một cái tỷ lệ bệnh nhân là tổn thương không tiêu biến và tử vong sau đấy. Thế thì thế nào là BOP? Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh minh họa cái tổn thương, cái nút nguyên bào sơ lấp đầy khoảng thông khí nhập vào mô kẽ là cái ảnh phía trên bên trái. Chúng ta thấy ở cái ảnh nhuộm pentagram ấy, là nhuộm màu, thì cái phần màu xanh lá cây kia chính là cái phần nút sơ mà nó thoát từ trong lòng của mao mạch, nó đi vào bên trong phế nang. Và khi mà cái nút sơ này bít tắc cái lòng phế nang thì chúng ta có cái thuật ngữ là bronchiolitis obliterans. Tuy nhiên thì nó sau đấy ấy, nó cái nút sơ này nó có thể xảy ra bít tắc ở rất nhiều vị trí kèm theo quá trình biểu mô hóa sau đó làm dày toàn bộ các cái vách phế nang lên. Và ở cái tình huống này ở trên giải phẫu bệnh thì mọi người sẽ thường đọc cái này là NSIP. Và nếu như mà nút sơ cái quá trình này nó nặng hơn nữa, chúng ta thấy ở cái hình B ấy, là nó sẽ lấp đầy toàn bộ các cái lòng phế nang,
không phân biệt được cái lòng phế nang nữa, trông như một cái tổn thương xẹp hoàn toàn thì chúng ta sẽ có cái tổn thương đông đặc. Thì đây là các cái quá trình liên quan đến cái thay đổi của cái nút xơ này ở trên giải phẫu bệnh. Đầu tiên là lớp lòng phế nang, cái nút xơ do cái phá vỡ của màng đáy, cái nút xơ này nó sẽ bị đi di chuyển. Cái nút xơ này sẽ đi vào trong lòng phế nang. Và sau đấy, ở cái quá trình tiếp theo ấy, một là cái nút xơ này sẽ được các cái enzyme nó gây tiêu biến đi và phổi trở lại bình thường, hoặc là nó sẽ được biểu mô hóa. Sau khi biểu mô hóa thì nó sẽ hợp nhất. Nó sẽ hợp nhất với cái thành phế nang lân cận và gây dày cái thành phế nang này lên. Trong về mặt lâu dài, quá trình có thể dừng ở đây hoặc là tiến triển trở thành các cái tổn thương xơ và trở thành collagen ở đây. Và ở trong cái tình huống mà cái nguyên bào xơ này vẫn còn tồn tại ở đây và tiếp tục nhân lên thì chúng ta sẽ có một cái tổn thương gần giống như UIP. Thế thì đối với cái quá trình tự sửa chữa ở phổi thì kinh điển thì chúng ta sẽ qua các cái phase, bao giờ cũng là một cái phase tổn thương cấp tính với tình trạng phù phế nang, sau đấy là cái tình trạng là xuất hiện các cái màng hyaline phủ ở trong bề mặt, lót ở cái bề mặt của phế nang và tiến đến là cái quá trình tổ chức hóa và nó thay đổi từ cái tổn thương giai đoạn cấp là tổn thương kính mờ trên các lớp vi tính chuyển sang cái giai đoạn bán cấp, hoặc là mãn tính là xuất hiện các cái tổn thương đông đặc nó phù hợp với cả cái tình trạng tăng sinh cái phế bào và tổ chức hóa lại của cái nhu mô phổi. Thế thì với những cái cơ chế như thế thì mình sẽ nhìn thấy là thế nào, cái tổn thương của viêm phổi tổ chức hóa nó sẽ rất là đa dạng. Và cái hình thái của nó sẽ phải phụ thuộc vào mức độ và vị trí của tổn thương. Vì đây là một cái tổn thương liên quan đến lòng phế nang, liên quan đến khoảng trừ khí. Cho nên nó, cái tổn thương cơ bản nó sẽ là lấp đầy một phần hoặc toàn bộ khoảng trừ khí, dẫn đến chúng ta sẽ có hình ảnh là hình ảnh đông đặc hoặc là hình ảnh kính mờ. Lấp đầy toàn bộ chúng ta có đông đặc, lấp đầy một phần chúng ta có kính mờ. Và xen lẫn giữa các vùng lấp đầy toàn bộ và các vùng lấp đầy một phần chúng ta sẽ có hình ảnh hỗn hợp giữa đông đặc và kính mờ. Và quá trình sửa chữa nó chỉ liên quan đến vùng tổ phổi nào mà có tổn thương thôi. Cho nên là chúng ta sẽ có những cái vùng phổi tổn thương xen lẫn với những vùng phổi lành. Đấy, chúng ta có thể sẽ có tổn thương đơn ổ hoặc chúng ta sẽ có thể tổn thương đa ổ và xen giữa các cái ổ đấy là những vùng phổi lành xen kẽ. Và đây là một quá trình tự sửa chữa cho nên nó sẽ phải thay đổi theo thời gian. Tổn thương không ở một vị trí, không ở một hình thái vĩnh viễn mà nó sẽ có thể thoái triển hoặc nó sẽ có thể nặng lên. Nó thoái triển và nó nặng lên như thế nào? Đây là một cái ca mà cái tổn thương viêm đông đặc đơn ổ và sau đấy nó thoái triển, chúng ta sẽ được cái hình ảnh kính mờ như thế này. Đây là một cái dạng tổn thương dạng atonsai, dạng san hô, và sau đấy nó có thể thoái triển toàn bộ. Chúng ta sẽ nhìn thấy là còn tồn tại một cái dải xẹp phổi ở đây là cái di chứng của quá trình tự sửa chữa. Nó có thể là tổn thương đa ổ. Đây là một cái bệnh nhân thực tế trong hội đồng của chúng tôi xuất hiện cái tổn thương kính mờ từ tháng 3 năm 2023 và sau đấy tổn thương kính mờ này nó tăng dần theo thời gian. Ở tháng 5 năm 2023 thì đây là một cái tổn thương mà tiến triển với cái giai đoạn là bán cấp. Và cái nền của người bệnh nhân ấy là bệnh nhân nuôi chim cảnh nhiều năm và tổn thương này đã được điều trị nhiều lần nhưng mà nó điều trị xong thì nó lại tái phát lại. Thì cái này nó có thể liên quan đến cái cơ chế dị nguyên đường hít và nó tổn thương liên quan đến cả phế nang và phần tiểu phế quản như trong cái bài báo cáo sáng nay của giáo sư Đình Xuân Anh Tuấn đã nói đến. Đây một cái trường hợp khác, bệnh nhân này thì ở với cái diễn biến lâu hơn đúng không ạ? Đau khớp 6 tháng, khó thở và vào chụp phim chúng ta thấy là có rất nhiều cái mảng tổn thương đi dọc theo bó mạch phế quản. Phần lớn là tổn thương đông đặc và có cả những tổn thương đông đặc dưới màng phổi và có cả dấu hiệu chừa màng phổi ở phía dưới đây. Một số tổn thương bắt đầu có dấu hiệu sơ hóa. Đây chúng ta nhìn thấy cái phần giãn tiểu phế quản phía ngoại vi mà bình thường là chúng ta sẽ không nhìn thấy với những cái tiểu phế quản ở phía ngoại vi dưới 20 mét, chúng ta không nhìn thấy, nhưng trong tình huống này chúng ta quan sát được cái tiểu phế quản này khá là rõ trên nền một cái phần đông đặc xung quanh. Và cái tổn thương viêm phổi tổ chức hóa này nó cũng có thể xảy ra ở những cái dạng hình thái khá là hiếm, ví dụ dạng nốt. Ở đây là một trường hợp bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm, 62 tuổi và vào viện cũng vì ho và khó thở.
Thế thì ở trên cái phim color vi tính thì chúng ta thấy những cái nốt nhỏ với cái phần ngoại vi là phần kính mờ và phần đông đặc là phần trung tâm, và trên giải phẫu bệnh chúng ta có xen lẫn giữa cái phần dày của phách phế nang, xen lẫn giữa các cái phần đại thực bào mà liên quan đến bệnh lý thuốc lá, thì chúng ta có những cái nút sơ. Chúng ta có những nút sơ thể hiện là đây là tổn thương. Đây là tổn thương có liên quan đến quá trình tự sửa chữa ở phổi, và việc hút thuốc gây tổn thương ở cái phần phổi ngoại vi bao gồm cả tiểu phế quản, cả phế nang, và có quá trình tự sửa chữa ở phổi ở đây. Ở đây một trường hợp khác, thì trường hợp chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu, ví dụ là dấu hiệu được nói đến nhiều nhất là dấu hiệu dạng san hô, thì chúng ta có các dấu hiệu đông đặc dọc bó mạch phế quản, và dấu hiệu chân vòm, và dấu hiệu trừa màng phổi. Thế về bản chất nó đều là các cái tổn thương đông đặc, hoàn toàn nó đều là các cái tổn thương đông đặc. Và ở đây chúng ta, em xin nói thêm một chút là tại sao nó có hình thái như này, vì là các cái tổn thương này ấy, nó có thể nó liên quan đến cái cơ chế hoạt động hệ bạch huyết và cơ chế hít thở của chúng ta. Khi mà chúng ta hít thở ấy, thì cái cơ hoành của chúng ta là hoạt động nhiều nhất. Khi mà chúng ta hít thở thì cái thành ngực trước của chúng ta là hoạt động nhiều nhất. Và chúng ta nhớ là ở đây chúng ta có cái phân bố của bạch mạch là gồm một cái bạch hệ thống bạch mạch trung tâm đi từ ngoại biên vào trung tâm dọc theo bó mạch phế quản vào hệ thống bạch mạch ngoại vi. Thế khi mà chúng ta hít thở như này thì cái đấy nó như là một cái bơm, nó ép toàn bộ những cái phần những cái gọi là quá trình làm sạch của phổi ấy, nó làm sạch trong cái đường của bạch mạch, thì nó sẽ, đây là những phần mà chịu cái áp lực khi mà chúng ta hít vào thở ra, đây là phần chịu áp lực nhiều nhất, và các cái chất hoặc là các cái debris nó sẽ di chuyển theo cái đường lanh phô để nó về phía trung tâm, và phần ngoài này nó sẽ sạch. Thì đây là cái lý do mà tại sao chúng ta thấy các dấu hiệu trừa màng phổi. Và cái lý do tương tự chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong các cái tổn thương dạng san hô này, thì đây là cái quá trình mà làm sạch của phổi theo đường đi bạch mạch, nhưng mà đây là bạch mạch trung tâm, còn đây là đường đi của bạch mạch ngoại vi. Và tiếp theo ấy, thì đối với cả cái viêm phổi tổ chức hóa này thì tổn thương nó sẽ thay đổi theo thời gian, như chúng ta đã nói ở phía trên. Nó có thể là thay đổi tốt lên hoặc nó có thể thay đổi xấu đi. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân khác. Đầu tiên là vào viện cũng vì khó thở vào tháng 4 và chụp lại sau một tháng. Chúng ta thấy là tổn thương đang từ tổn thương kính mờ không rõ lắm là chuyển sang một cái tổn thương dạng đông đặc. Và quan sát rất là rõ và có cái sơ và dọc bó mạch phế quản ở cả vùng đáy phổi hai bên. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào thì chúng ta cũng có một cái kết cục nó tồi tệ như thế, tức là tổn thương cứ nặng lên mãi, và chúng ta luôn luôn có một cái phải tư duy là mình đang ở trong cái pha là hồi phục, và sau đấy bệnh nhân có thể được hồi phục hoàn toàn. Đấy là tại sao mà chúng ta phải lựa chọn một cái thời điểm điều trị thích hợp. Đây là một cái trường hợp khác là CTD-IOD vào viện vào tháng 4 năm 2023. Nhưng mà tại thời điểm này, tháng 3 năm 2023, vào viện vì một cái tổn thương đông đặc, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy tổn thương OP rất là rõ, đông đặc dọc bó mạch phế quản, chúng ta có dấu hiệu dạng san hô ở vùng trên của phổi, chúng ta có dấu hiệu dạng san hô ở phần dưới của phổi. Sau đấy tổn thương nó thay đổi dần, được điều trị nó thay đổi dần, đúng không ạ? Cái phần đông đặc nó sẽ giảm dần này, xen lẫn giữa phần đông đặc có những phần kính mờ. Nếu như bệnh nhân đến đây ở cái giai đoạn này, chúng ta đọc đây NSIP. Nếu mà chúng ta ở cái giai đoạn này thì chúng ta đọc đây là OP. Và nếu như bệnh nhân đến ở cái giai đoạn này thì đôi khi chúng ta đọc là NSIP sơ hóa. Đấy, thế thì tổn thương này nó có đảo ngược được không? Đây là kết quả điều trị ấy. Kết quả điều trị thì chúng ta thấy là sau khi được điều trị tích cực thì tổn thương nó thoái triển dần và hầu như là lành hoàn toàn. Chúng ta còn lại một số cái giải sơ ở vùng đáy phổi thôi. Thế thì liệu là có cái liên quan giữa tổn thương OP đông đặc như này với những cái tổn thương kính mờ dạng NSIP này và những tổn thương sơ hóa hay không? Nó có phải một giải, nó là một cái phổ của bệnh không? Nếu mà nó là một cái phổ của bệnh thì cái cách tiếp cận của chúng ta sẽ khác. Chúng ta sẽ phải xác định là đâu là giai đoạn cấp, đâu là giai đoạn bán cấp và khả năng tổn thương có khả năng hồi phục hay không. Thế thì ở đây em bỏ ra một chút slide để chúng ta nói về cái liên quan giữa OP và tình trạng sơ hóa phổi. Mình quay ngược trở lại câu chuyện giải phẫu bệnh. Thế thì
Trên đây là cái trường hợp bệnh nhân vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy là từ OP đông đặc này, chúng ta chuyển sang cái kính mờ kết hợp đông đặc NSFP và một cái hình ảnh gần giống NSFP bình thường. Và cuối cùng chúng ta có một cái sơ hóa. Thế thì chúng ta sẽ thấy là ở cái hình giữa này, chúng ta có một cái sự giao thoa giữa phần đông đặc và phần kính mờ. Thì về mặt hình ảnh chúng ta đọc cái này là OP có trồng lớp NSFP, tức là chúng ta có phối hợp hai dạng tổn thương trên cùng một người bệnh. Thì về giải phẫu bệnh thì nó sẽ phù hợp với cả cái tình trạng là xuất hiện cả cái phần nút ở trong lòng phế nang, lẫn tình trạng là đã có cái quá trình hòa nhập lại, sửa lại xong cái màng đáy và có quá trình hòa nhập của cái nút sơ vào trong thành phế nang này rồi. Và có thể là có cả một số cái tổn thương dạng sơ hóa tiếp đó nữa. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái tổn thương mà trồng lấp như này thì chúng ta sẽ suy luận là nó đang ở giữa hai giai đoạn này và như thế nó sẽ là giai đoạn bán cấp. Thì đây là một cái key để mà khi mà chúng ta tiếp cận với một cái phim của người bệnh mà chúng ta không có dự kiện lâm sàng trước đó, chúng ta có thể dựa vào cái này để chúng ta dự đoán. Và khi mà chúng ta đã dự đoán là đây là một cái pha bán cấp thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước cho một cái pha cấp sau đấy 10, 12 ngày, thậm chí là 1 tháng, 2 tháng. Chứ chúng ta chưa thể đưa bệnh nhân về ngay được. Và để dự đoán tiếp theo làm như thế nào để dự đoán là nó sẽ chạy vào cái pha bán cấp rồi thoái triển hay là bán cấp rồi nặng lên thì chúng ta sẽ phải chụp và kiểm tra định kỳ cho bệnh nhân dày hơn so với các cách tiếp cận thông thường. Thì đây là một cái slide khác mà liên quan đến một cái tổn thương mà sớm hơn nữa. Tổn thương này thì có lẽ là ở các bác sĩ ở trong ICU sẽ hay gặp hơn, là tổn thương DAD, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là một cái phần kính mờ lan tỏa toàn bộ trường phổi. Đấy, và chẩn đoán là DAD, có nơi chẩn đoán là AIP. Thế DAD là gì? DAD tức là tổn thương toàn bộ các lớp từ màng đáy cho đến màng phế nang. Cái diffuse trong cái định nghĩa DAD này là tổn thương toàn bộ màng đáy, màng phế nang, không phải là diffuse này, không phải là diện tích tổn thương mà là mức độ tổn thương ở cấp độ tế bào, cấp độ mô học. Thế thì sau khi cái pha DAD này, như chúng ta nói về cái phần tự sửa chữa ở phổi phía trên ấy, sau cái pha DAD này thì nó sẽ là pha sửa chữa và chúng ta sẽ có hình ảnh OP. Nếu như mà kéo bệnh nhân được đến giai đoạn này thì chúng ta sẽ được hình ảnh OP, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là những cái phần kính mờ được sửa chữa rồi, mất đi dần, và những cái phần mà chưa được sửa chữa hoàn toàn còn lại, và chúng ta có những cái phần đông đặc. Và nếu được điều trị tốt nữa thì chúng ta sẽ có tổn thương thoái triển, đúng không ạ? Và chúng ta có NSIP. Và nếu như NSIP này không được điều trị, hoặc là những cái phần phổi xẹp nó không hồi phục, cái phế nang xẹp không hồi phục được nữa, thì chúng ta sẽ có hình ảnh dạng tổ ong mà chúng ta đọc là UIP ở trong tương lai. Thế thì chúng ta thấy là với một cái lưu đồ như thế này thì cái UIP không phải lúc nào cũng là IPF. UIP có thể là UIP có căn nguyên đó, có thể nó là một cái bệnh lý nào đó, nó là cái di chứng của một cái bệnh lý nào xảy ra trước đó. Đấy là lý do tại sao chúng ta có những cái dấu hiệu về UIP nhưng mà lại là đặc hiệu cho bệnh lý CTD-ILD. Ở đây một cái trường hợp khác, đúng không ạ? Ca này là bệnh nhân vào viện vào tháng 4 năm 2021 vì chẩn đoán là cái đợt cấp AIP trên nền bệnh nhân có CTD-ILD. Và chúng ta nhìn, khi mà chúng ta hồi cứu lại cái phim cũ của bệnh nhân ấy, chúng ta sẽ thấy là tại cái thời điểm năm 2020 bệnh nhân đã có tổ ong rồi. Nhưng tổ ong này lại không giống như cái tổ ong ở trong bệnh lý IPF. Không giống ở chỗ nào, nó phân bố dọc theo bó mạch phế quản này. Nó đứng thành đám. Này, nó đứng thành đám và chúng ta có những cái phần đông đặc khác ở phía ngoại vi. Và ở đây chúng ta có dấu hiệu trường màng phổi này. Hoặc là cái sparing của một cái thủy phổi được sparing, tức là xen lẫn giữa vùng phổi lành, các cái vùng phổi tổn thương thì chúng ta có những vùng phổi lành. Thế nhìn lại đây, sau đó cái phim sau đó một năm thì chúng ta thấy là ở cái tháng 1 năm 2021 tự nhiên bệnh nhân này lại xuất hiện tình trạng đông đặc, đúng không ạ? Đây là dấu hiệu chân vòm, tức là xảy ra vào tháng 1 năm 2021 bệnh nhân này đã xảy ra tình trạng viêm, và tình trạng viêm này đang được gọi là làm sạch ở phần trung tâm và chúng ta được lại dấu hiệu chân vòm hay là dấu hiệu dạng san hô. Và do không được điều trị
Đây là cái kết cục năm vào tháng 4, tức là sau đấy 3 tháng. Chúng ta thấy là toàn bộ phần này là phần kính mở này. Thế với một cái tổn thương kính mở mà nó xuất hiện nhanh như thế thì trong vòng 3 tháng thì chúng ta phải nghĩ đến một cái đợt cấp tiến triển nhanh của bệnh phổi kẽ. Và cái quá trình tự sửa chữa ở cái khu vực mà có lông viêm phổi tổ chức hóa này có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, vì thay thế của các cái giải đông đặc, các giải xẹp phổi này là tổn thương tổ ong. Thế thì chúng ta tiếp thực hành như thế nào? Trên phim cắt lớp vi tính, nếu chỉ trên một phim đơn độc thì chúng ta không thể kết luận được gì quá nhiều, ngoại trừ chúng ta phân biệt, chúng ta có khái niệm, chúng ta có thể phân biệt các cái hình ảnh như thế, nhưng chúng ta không thể kết luận quá nhiều về mặt bệnh nguyên được. Chúng ta sẽ phân loại thành các nhóm là tổn thương đông đặc ưu thế, hay các tổn thương dạng lứa ưu thế, hay tổn thương dạng nốt ưu thế. Với các cái tổn thương này thì chúng ta sẽ xem có kính mở kèm theo không này. Có kính mở kèm theo không này. Chúng ta xem là tổn thương này có phân bố centribular, phân bố trung tâm tiểu thùy không, chi bát không. Tại vì nếu như chúng ta thấy các tổn thương chi bát hay là phân bố trung tâm tiểu thùy, chúng ta sẽ nghĩ đến những bệnh lý mà ảnh hưởng đến đường dẫn khí ở ngoại biên, ảnh hưởng đến phế nang. Và chúng ta xem những cái perilobular thickening, tức là cái dày cái vách quanh tiểu thùy. Nếu là những cái bệnh lý mà liên quan đến dày vách quanh tiểu thùy thì là thường là các bệnh lý liên quan đến bạch huyết. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái thái độ điều trị lâm sàng phụ thuộc vào cả dấu hiệu hình ảnh và triệu chứng lâm sàng. Chúng ta có thể theo dõi. Nếu như mà chúng ta nghĩ là cái OP này nó không phải là do một cái căn nguyên gì nó nặng nề quá, cái OP này có thể là quá trình sửa chữa xong viêm phổi cho chẳng hạn, thì chúng ta có thể theo dõi. Chúng ta có thể điều trị thử nếu như mà triệu chứng bệnh nhân là có. Bệnh nhân có triệu chứng chúng ta nghĩ đến OP, chúng ta có thể điều trị thử. Nhưng mà chúng ta vẫn phải loại trừ các cái căn nguyên nặng khác như là viêm mạch này, CTD-AUD này, rồi bệnh lý ác tính. Và chúng ta sẽ lựa chọn lấy mô bệnh học khi mà ở trên lâm sàng chúng ta kết hợp lâm sàng, chúng ta kết hợp hình ảnh, chúng ta kết hợp xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang, nhưng mà chúng ta không nghĩ ra được đây là cái bệnh gì. Thì lúc đấy chúng ta phải cân nhắc câu chuyện là sinh thiết, và chúng ta cũng sẽ sinh thiết từ từ, và sinh thiết xuyên phế quản trước, sau đấy sinh thiết bằng CT sau, và cuối cùng là nếu như mà cả hai cái đấy mà cái kết quả đưa ra cho chúng ta nó vẫn không thỏa mãn thì chúng ta sẽ phải sinh thiết phổi mở. Và sau khi mà đã có kết quả đấy thì chúng ta có thể đưa ra một cái chẩn đoán xác định, chúng ta có thể đưa ra những cái chẩn đoán phân biệt, nhưng mà em xin phép nhấn mạnh chúng ta luôn luôn phải theo dõi, tại vì là bệnh chỉ khoảng 60% những cái tổn thương mà viêm phổi tổ chức hóa này ấy, là nó có thể nó biến mất hoàn toàn thôi, còn 40% nó có thể bị lặp lại nếu như mình không kiểm soát được cái nguyên nhân gốc. Và theo thống kê thì cái tỷ lệ tử vong nó khoảng 5% ở những trường hợp mà không được kiểm soát đó. Thế đây là một ca cũng rất là hay. Đây là ca bệnh nhân nam, 42 tuổi, tiền sử là nhiễm COVID 2 lần, không có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân khỏe hoàn toàn, bệnh nhân là giảng viên đại học, khỏe đi giảng bình thường, đi khám sức khỏe và phát hiện là hai phổi có rất là nhiều ổ tổn thương. Thế vì là vừa bị mắc COVID xong và thấy nhiều ổ tổn thương hai phổi thì nó sẽ là chẩn đoán đầu tay là viêm phổi hậu COVID, đúng không ạ? Viêm phổi hậu COVID, và bệnh nhân được điều trị nhưng mà sau đấy tổn thương không hết, vẫn có tổn thương không hết vẫn có thì ok, đi sinh thiết dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính. Kết quả sinh thiết trả lời là tổn thương viêm mạn tính. Thế thì vì là trả lời tổn thương viêm mạn tính không đáp ứng gì với điều trị thì chẩn đoán lâm sàng là gì? Là viêm phổi tổ chức hóa. Nhưng mà 6 tháng sau điều trị vẫn không thấy thuyên giảm gì cả, nốt vẫn từng đấy, nốt vẫn như thế. Và bệnh nhân này theo dõi khoảng 9 tháng 1 năm rồi đấy. Khoảng 9 tháng đến 1 năm. Thế xong đấy thì có đưa ra hội chẩn ở hội đồng bệnh phổi kẽ và chẩn đoán trên hình ảnh là nghi ngờ u lanh phô tại phổi, và bệnh nhân này được sinh thiết phổi mở và kết luận là lanh phô vùng rìa. Thế thì cái vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là mặc dù chúng ta nghĩ đến viêm phổi tổ chức hóa nhưng mà chúng ta thấy là tổn thương không hề thay đổi trong vòng 2 năm, tức là nó
nó không phù hợp với cái quy luật thứ ba đúng không ạ? Là tổn thương viêm phổi tổ chức hóa là một quá trình, là một quá trình thì nó phải thay đổi. Giờ này nó không thay đổi. Thế thì tóm lại thì qua cái bài báo cáo này thì em chỉ muốn nhấn mạnh một số điểm thôi. Thì viêm phổi tổ chức hóa nó là một quá trình chứ nó không phải là một cái bệnh. Và bản chất quá trình là quá trình tự sửa chữa của phổi. Do đó nó có cái hình thái tổn thương rất là đa dạng trên các lớp vi tính. Và các cái tổn thương này nó sẽ phải tuân theo một số cái quy luật. Thứ nhất là liên quan đến khoảng trừ khí, cho nên nó có thể đông đặc, có thể kính mờ, có thể hỗn hợp. Nó chỉ xảy ra ở những vùng phổi mà đã có tổn thương rồi. Có tổn thương thì mới có sửa chữa, cho nên là nó sẽ có những phần phổi lành nó xen kẽ những phần phổi tổn thương. Thứ ba là đây là một quá trình nên nó sẽ biến đổi theo thời gian. Và trên những cái slide mà chúng ta nói về cái liên quan hình ảnh giữa OP và NSIP và UIP, chúng ta thấy là tổn thương OP hoàn toàn có thể sơ hóa, và đây có thể là một cái key trong cái vấn đề mình lựa chọn thời điểm điều trị hoặc là lựa chọn xác định cái pha bệnh cho người bệnh. Tuy nhiên thì cái tổn thương này ở trên hình ảnh ấy thì nó sẽ không phát hiện được căn nguyên, vì nó tổn thương tự sửa chữa, nó có thể gặp ra trong rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Vì vậy là về vấn đề để mà đặt ra được chẩn đoán xác định thì cần cái sự khai thác lâm sàng kỹ và có cái chiến lược theo dõi dọc trong thời gian, đúng không? Và chúng ta cũng có thể lựa chọn sinh thiết cho cái dạng tổn thương này. Tuy nhiên là chúng ta chỉ nên sinh thiết khi mà không thể thiết là chẩn đoán dựa trên các cái xét nghiệm hình ảnh này, dựa trên khai thác lâm sàng và xét nghiệm BAL. Bài báo cáo của em ở đây đến đây xin hết. Em xin cảm ơn sự lắng nghe của mọi người.